Hello anh em, trở lại kênh DHBG của mình nhá. Như cái video trước mình đã đăng ấy, mình sẽ đợi gần qua ngày, nếu mà không có ai quay quá 9-6 lần ấy là mình sẽ quay kiếm cái top 5 này nhá. Đây còn 3 phút nữa, chắc còn 2 phút là mình sẽ quay anh em. Đâu để mình thử xem trong quân đoàn còn anh em nào on nhá. Đây hiện tại thì cũng chỉ có cái bạn Black với cái bạn nhân phẩm on nhá. Black với nhân phẩm này. Ok. Cứ từ từ cái này anh em không cần phải vội nhá. Tí nữa mình quay chắc là mình sẽ quay liên tiếp nhá, mình sẽ không ngừng nhá. Nếu cái bạn này không on ấy, chắc là mình sẽ quay đúng 70 lần nhá, mình chơi liều nhá, mình quay 70 lượt nhá. 70 lượt là mình vẫn còn 26 lượt để dành cho mấy đợt sau nhá. Khá là ngon anh em ơi. Nếu mà anh em mà căn được ấy thì anh em cố gắng tối ưu nhất nhá. Đâu để mình xem lại nào. Đây, cái bạn Idak này, nhân phẩm này. Kéo khi hai cái bạn này ấy, chuẩn bị quay top nhá. Đây còn gần 2 phút nữa. Thôi mình thấy chắc cũng ok rồi đấy. 1 phút mình chuẩn bị quay nhá. Ok. Mình quay liên tiếp luôn. Mười lần này. Tiếp nhá. Tiếp này. Tiếp. Mình mới được 48 con chuột bạc anh em ơi. Cái cuối cùng vẫn không đủ nhân phẩm anh em ạ. Đây còn 50 giây nữa nhá. Để chắc là mình sẽ ngừng luôn. 37 giây. Chiến dịch này. Tạo đội này. Mới nhanh này. Đắc nhân phẩm mấy bạn Black. Còn 21 giây. Mình sẽ canh từng giây một luôn nhá. Tám giây, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, mình tốt lắm nha anh em ơi. Tức là mình vẫn còn 26 lần quay rồi nhá. Chín mươi con chuột bạc nha anh em ơi. Quay 70 lần nhá. Tức là một lần 1,5 lần tích anh em ạ. Rất là ngon luôn nhá. Nhưng mà được cái tiếc là mình không lỗ nhân phẩm nào, rất là xui luôn. Đây là được kỳ ngộ bản tù tì này. Mình cứ chọn cái dứa nhá. À cái này nó không cần phải xem nên mình cứ chọn nhanh nhá. Vân đài, ui, cứ chọn cái dứa đi. Ok, là mình đã có 144 con chuột bạc à. Chắc là mình sẽ đổi 95 mảnh ấy. Cái con linh tê nhá. Để mình kích đồ giám nha anh em ơi. Đây 95. Ok, tức là mình vẫn còn 49 con chuột bạc nhá. Còn chuột đồng ấy là mình có nhiều nhỉ? 70 con chuột đồng à? Thì chắc là mình sẽ đổi con cơ hơn điểu nha anh em ơi.
Thôi để mình ra kích của giám trước nha. Anh em có thể đủ giám rất là ngon nhá. Tấn công 52.600 này, phòng thủ 26.300 này, sinh lực cộng 10% nhá. Đâu để anh em xem được bao nhiêu này. Hắc ám linh tê. $20 triệu lục chiến nha anh em ơi, khá là ngon nhá. Ok, mình đã lên 81k, khá là chất anh em ạ. Nếu mai thì nó ra cái sự kiện hoành tảo nhá. Đây mình thử quay luôn 5 phát nào. 1 này, 2 này, 3 cuối cùng này. Lỗ nhân phẩm. Hồi tay rồi. Không sao cả. Cái này thì mình chỉ chơi Flare nhá. Mình sẽ không đầu tư kim vào cái sự kiện này nhá. Chắc là hôm nay là mình sẽ đấu giá đá khả mộc kích nhá. Giờ mình đến đổi thần thú đỏ nhá. Mình nhớ là mình có một con chim rồi này. Đổi một con chim nữa này. Và đổi 4 mảnh này. Thế là mình đủ lên 7 sao nhá. Rất là ngon luôn anh em ạ. Còn dư chuột đồng ấy, mình đổi full trâu luôn nhá. Full con trâu luôn này. Thần thú này, túi này, ghép một con trâu. Đây, cơ hôn điểu lên 3 sao nhá. Đâu để mình xem con trâu của mình nào. Bây giờ mình mới có một con trâu rồi à. 21 mảnh này. $33 triệu nha anh em ơi. Đây, quay nhẹ lấy cái top 5 thôi. Mở lên hơn 50 triệu nhá. Mở 4 ngày nữa mình lên 90 ấy. Lực chiến mình còn tăng mạnh rất là nhiều anh nhá anh em. Đâu để mình xem nào. Túi thần thú này, trâu một con này. Tức là còn thiếu 2 con trâu nữa phải không. Tức là mình còn thiếu 8 cộng 6, 140 mảnh trâu luôn nhá. Cũng nhanh thôi anh em ạ. Mình vẫn còn 26 cái xúc sắc nhá. Đợt sau ấy, được thêm 48 cái nữa là 74 cái nhá. Nếu mà hên ấy, 74 cái mà mình được vào cái top 5 ấy thì cực kỳ ngon nhá. Tích 3 đợt. Đúng rồi, tích 3 đợt mà được hai lần top 5 ấy là được 180 cái con chuột bạc, cũng khá là ngon nhá. Bây giờ là còn 49 con chuột bạc phải không? Mình cũng chẳng cần phải chờ đợi nhá. Chắc chắn là mình sẽ không đổi sang chuột đồng rồi. Mình sẽ đổi phun hổ nhá. Đây, 40 con chuột bạc này, quất luôn hổ nhá, không cần phải suy nghĩ nhá. Chắc chắn là mình sẽ lên hổ để mình đi cái túi lượng mua xong lên 650 sao nhá. Đây anh em có thể này. Đấy cụm mình này. Đâu khoan á. Hình như mình nhớ là còn có một người lứa được 610 điểm phải. Mình nhớ cái video trước mình quay là hai bạn 610. Chắc là một bạn mình rất tốt nhá. Đây bạn nhân phẩm này lên top 2 nhá. Mấy bạn nhân phẩm, mấy bạn đắc là on này, chắc canh top này. Bạn CC thì chắc là ngủ rồi. Đấy anh em có thể đấy. Cái server mình nông dân ấy thì anh em thường hay canh lúc cuối cùng nhá. Đây như mình này, 70 lần quay nhá, hơn cái bạn top 5 ấy chỉ có 1 lần quay nhá. Đấy anh em có thể đấy. Đây còn 26 cái xúc sắc, rất là ngon luôn. Lại nhận thêm 300 kim bảo này.
Hôm nay là thứ tư à? À hôm nay là có liên server nha. Chắc với cái lực chiến của mình ấy cũng không săn được cái chí tôn này nhá. Săn cái chí tôn này lực chiến bây giờ phải tầm một hơn 100 triệu là ít nhất nhá. À nhầm, hơn 1 tỷ nhá, tức là 100k vạn anh em. Chắc là đợi mình lên 90 chắc là sẽ được gần 100k vạn nhá. Đây như bây giờ mình test luôn cho anh em nhá. Đây mình tháo cái con cung kỳ ra nhá. 75 triệu nhá. À chết nhầm nhầm. Đấy ví dụ như mình khi mình lên level 90 ấy, thì chắc chắn là mình sẽ cho có cái con Linh Tê vào trận nhá. 47 triệu nha anh em. Mà 47 triệu ấy, đấy là mình chưa có cái con cung kỳ được vào trong trận nhá. Nếu mà có trong trận ấy thì lực chiến chắc chắn là sẽ phải lên nhiều hơn nhá. Đây một cái trang bị bình thường ấy. Đây là level 50 rồi, được 8 triệu. Cứ cho là level tầm 20 được 5 triệu hơn đi. 3 món cộng vào cũng gần 20 triệu nhá. Nói chung là mình đọc cái khoản thần thú này không ấy là mình được 80 triệu lục chiến nhá. Đây anh em có thể thấy 80 triệu tức là bằng 8k phải không? Bây giờ cứ cho mình 85 phải không? 85 cộng 8 bằng 93 này. Còn lên tướng cộng 9 nữa. 93, 94 này, 95 này, 96 này, 97 này. Chắc là mình phải gần đúng gần 100k rồi anh em ạ. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, tức là ngày thứ 69 nhá. Ok, hẹn anh em vào ngày 69 mình hack đường chiến cho anh em xem nhá. Ok giờ mình đến làm nhiệm vụ nhá. Mình xin kết thúc video này nhá. Đây bình thường thì cái khung auto này ấy, mình chỉ có đọc cái nhiệm vụ S54 nhá. Đây cái C1 mình bỏ rồi nên mình xóa đi nhỉ. Đây làm ác gà thiếu niên ma quy này. Còn lại tất cả là cái game Tam Quốc Chí Viễn Tưởng Đại Lục nhá. Cái game mới chơi ấy, chắc là game được hơn một năm ấy, nó rất là nhiều tính năng PK nhá. Để mình rất là nhiều cái auto này. Đây rạch level 58 này, rạch Tam Quốc huyền ảo này. Đây là thiếu niên ma quy rạch cái đấu dự ở cái đấu trường này anh em. Đây auto sự kiện lễ này. Đây boss sự kiện Tết ở cái game kia nhưng mà nó hết Tết rồi, hết sự kiện này rồi, mình xóa đi nhá. Sự kiện lễ mình cũng xóa lốt này. Ok giờ mình đến auto nhiệm vụ game nhá. Hẹn anh em vào ngày mai nhá. Anh em mà muốn hỏi gì thì cứ bình luận ở dưới là mình sẽ trả lời ngay nhá.